Xin chào các bạn, hôm nay Mộc Lan rất vui mừng được gặp với các bạn trong chương trình Chiến thắng ung thư. Như các bạn cũng biết rằng là Chiến thắng ung thư là một cái đề tài rất là hấp dẫn và được nhiều đông đảo những người bệnh nhân ở Việt Nam đang mắc bệnh ung thư quan tâm, và đặc biệt là hơn 1 triệu người thân trong gia đình có những người mắc bệnh ung thư rất là quan tâm cách làm sao để có thể chữa trị khỏi được bệnh ung thư và giúp cho những người thân của mình thoát khỏi cái kiếp nạn ung thư và cái lệnh tử hình đang treo ở trên đầu. Và như các bạn cũng biết rằng ung thư nó có thực sự đáng sợ như vậy hay không? Hiện nay thì gần như những người mà mắc bệnh ung thư thì người ta sẽ luôn luôn suy nghĩ rằng ung thư là chết, ung thư là không còn cách cứu chữa, ung thư là hết đời. Và những cái điều đó nó cài đặt trong tư duy của mọi người, làm cho người ta rất là sợ hãi đối với bệnh ung thư. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ung thư nó thực sự có đáng sợ như vậy không, và có phải thực sự là kết thúc khi mà xét nghiệm có mắc tế bào ung thư trong cơ thể mình hay không. Mộc Lan cũng rất là vui để có thể trao đổi với các bạn rằng là ngày hôm nay thì có rất nhiều phương pháp để chữa trị bệnh ung thư, và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin về mình sẽ chiến thắng ung thư, và chiến thắng ung thư bằng cách nào thì Mộc Lan sẽ chia sẻ trong cái chuỗi video chiến thắng ung thư của mình. Và các bạn hãy bấm like, chia sẻ và đừng quên bấm theo dõi để chúng ta có thể xem được đầy đủ trọn bộ những video về chương trình chiến thắng ung thư này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là ung thư ở Việt Nam đã gây ra những cái nỗi đau như thế nào, và ung thư ở thế giới đã gây ra những nỗi đau cho những ai. Như các bạn cũng biết rằng là ung thư thì thực sự không có chữa ở ai, từ người lớn cho đến người già đều có khả năng mắc bệnh ung thư rất là cao. Khi các bạn vào viện nhi, các bạn sẽ thấy rất nhiều bệnh nhân nhi rất là nhỏ, thậm chí những em bé còn đang bế ngửa cũng có thể mắc bệnh ung thư. Và những người rất là già rồi, nghĩ rằng cái tuổi này cũng đã hết tuổi rồi, chỉ còn ăn ngàn tuổi già thôi, bên gia đình và con cháu thì cũng có khả năng mắc ung thư rất là cao. Và với cái số lượng ung thư ở Việt Nam hiện nay là khoảng Mộc Lan sẽ thấy ở đây là số lượng ung thư ở Việt Nam mỗi một năm mà có thể mắc tử vong là khoảng gần 100.000 người. Và những người mà mắc bệnh ung thư này thì họ thực sự rất là sợ hãi, và chúng ta sẽ đi giải quyết cái nỗi sợ hãi cho họ. Và như các bạn cũng biết rằng Mộc Lan thì cũng đã trải qua, trong gia đình mình cũng có bệnh nhân ung thư, và đương nhiên rằng tại thời điểm đó nó cũng là nỗi sợ hãi của Mộc Lan và của tất cả những người thân trong gia đình Mộc Lan. Chính vì vậy mà Mộc Lan rất là tâm huyết muốn tìm hiểu, chia sẻ và học hỏi rất là nhiều kiến thức về ung thư để có thể chia sẻ lại cho những người thân trong gia đình mà có người mắc bệnh ung thư, để mọi người có thể biết cách phòng tránh cho chính bản thân mình, sau đó là giúp đỡ những bệnh nhân ung thư thoát khỏi được cái bệnh của mình. Và với cái sức của riêng Mộc Lan thôi thì Mộc Lan không thể nào mà ngăn chặn được bệnh ung thư tràn lan trên toàn quốc. Nhưng Mộc Lan cũng hy vọng rằng với các video chiến thắng ung thư này, Mộc Lan có thể giúp cho những gia đình có một phương pháp nào đó để có thể mang lại cái niềm vui cho chính những cái bệnh nhân ung thư. Và chúng ta sẽ thấy rằng với những cái bệnh nhân ung thư hiện nay ở trên toàn quốc chúng ta, nếu như các bạn đã từng xem một cái video của một em nhỏ ước mơ, em nhỏ đó bị ung thư và ước mơ sẽ trở thành tiếp viên hàng không, thì đó thực sự là một cái video đã nước mắt. Một em bé còn rất là nhỏ, và em đã chia sẻ rằng ước mơ của em, hoài bão của em, tuổi trẻ của em mong muốn rằng sau này em có thể được làm tiếp viên hàng không. Và với ước mơ của em đó đã được các anh chị và hãng hàng không Vietnam Airlines giúp em thực hiện ước mơ của mình ngay trong khi em đang mắc bệnh ung thư. Và các bạn hãy cùng quan xem cái video về cái hành trình làm tiếp viên hàng không của em bé ung thư nhé. Và các bạn cũng biết rằng là ung thư thực sự đã để lại nỗi đau cho rất là nhiều mặt ở đây những người đã mắc bệnh ung thư ở Việt Nam như ca sĩ Trần Lập, một ca sĩ rất là nổi tiếng, và bệnh ung thư đã cướp đi tính mạng của anh và để lại cho vợ và những đứa con rất nhiều nỗi đau và nước mắt. Chúng ta có thể thấy ở đây ca sĩ Minh Thuận bị ung thư phổi, hay là diễn viên Mai Phương cũng bị ung thư phổi, diễn viên Phạm Bằng thì bị ung thư gan, và chúng ta sẽ thấy là Minh Vi Tường Anh thì bị ung thư não, diễn viên hài Văn Hiệp thì bị ung thư phổi. Và chúng ta cũng sẽ có thấy ở nước ngoài thì cũng có rất là nhiều những người bị ung thư, thậm chí những người tỷ phú, những người cả một đời phấn đấu, rồi những người rất thành công trên các tham danh vọng họ cũng bị ung thư. Như chúng ta sẽ thấy ở đây tỷ phú Warren Buffett cũng bị ung thư, rồi tỷ phú Steve Jobs cũng bị ung thư và ra đi ở tuổi mới có hơn 50 tuổi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể phòng tránh được bệnh ung thư? Thì Mộc Lan chia sẻ với các bạn cách phòng tránh bệnh ung thư một cách tốt nhất, đó là chúng ta phải ăn các thực phẩm để kiềm hóa cơ thể. Trong vô vàn thực phẩm các bạn ăn hàng ngày thì sẽ có những thực phẩm làm cho cơ thể chúng ta nó bị axit, nó tăng axit, và có những thức ăn thực phẩm có thể giúp cho chúng ta kiềm hóa cơ thể. Và nếu như chúng ta có thể theo dõi được những cái thức ăn mà chúng ta ăn vào cơ thể thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ phải loại trừ những cái thức ăn mà nó vào cơ thể chúng ta nó bị tăng axit mạnh, trong đó có các loại nước như Coca-Cola, bánh ngọt, rồi sữa, rồi thậm chí là cà phê. Đó là những cái thứ mà nó thường ngày các bạn trẻ dùng rất là nhiều, đặc biệt những người mẹ. Những người mẹ mà bận việc cơ quan công sở muốn cho con mình đi học cho nó nhanh, rồi cho ăn nhanh để đến lớp không bị muộn giờ, không bị muộn giờ làm việc của mình, thì thường cho con mình ăn những cái đồ ăn nhanh, giả sử như là bánh ngọt, rồi Coca-Cola, rồi thậm chí là cái gì nhỉ, mì tôm. Đó là món ăn thần thánh mà món ăn hay ăn hồi sinh viên đó. Thế nó làm cho cơ thể chúng ta tăng axit rất là mạnh, và chính ở môi trường axit là môi trường làm cho tế bào ung thư phát triển rất là tốt. Vậy thì cái thức ăn nào để chúng ta có thể giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, và thức ăn nào giúp cho chúng ta có thể phòng tránh được bệnh ung thư, đặc biệt là những bà mẹ Việt Nam đang nuôi con nhỏ cần phải chú ý cái điều này rất là nhiều. Các bạn sẽ cần phải uống nước lọc hàng ngày để cho chúng ta cân bằng được độ axit và kiềm hóa trong cơ thể. Và các bạn sẽ cần ăn nhiều các loại hoa quả, rau xanh là những cái thức ăn mà giúp cho cơ thể chúng ta cân bằng được độ kiềm và axit, và cái độ pH trung bình ở trong cơ thể chúng ta là đạt 7.0 thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, hoặc cao hơn là 7.5 cũng được, thì cơ thể chúng ta sẽ luôn luôn khỏe mạnh và cái tế bào ung thư không thể phát triển được. Và Mộc Lan được biết rằng trong cả đời người của mỗi con người thì sẽ có khoảng tầm 3 đến 4 lần, thậm chí 5 lần tế bào ung thư nó có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Nhưng nếu trong cơ thể chúng ta mà cái độ kiềm hóa tốt thì tế bào ung thư không thể phát triển được. Nhưng nếu cơ thể chúng ta mà bị axit, ăn nhiều thức ăn làm axit, buồn làm cho cơ thể tăng tính axit, rồi thậm chí rằng là mệt mỏi, thức đêm, thì cũng làm cho cơ thể chúng ta tăng cái độ axit cao và sẽ làm cho tế bào ung thư phát triển. Vậy thì cách tốt nhất và đơn giản nhất đó là Mộc Lan chia sẻ cho những người đang làm mẹ khi mà chăm con mình, hoặc đặc biệt những bạn đang ở độ tuổi đi làm, phấn đấu trên con đường sự nghiệp của mình, hãy uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, ăn nhiều rau xanh. Mỗi bữa ăn thì hãy có nhiều rau xanh. Đó là cách tốt nhất để làm cho cơ thể chúng ta quân bình trở lại, và độ kiềm và độ pH ở mức độ trung bình và khoảng tầm 7.0 cho đến 8.0 thì các bạn sẽ không bao giờ mắc bệnh ung thư cả. Và qua cái video này, Mộc Lan cũng mong muốn rằng những người nhà đang có bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư thì hãy cho những bệnh nhân của mình rời xa những cái thức ăn mà làm axit cơ thể, bởi vì đó sẽ là cái môi trường tốt để thúc đẩy cho tế bào ung thư đang ở trong cơ thể nó phát triển mạnh hơn. Với cách tốt nhất là hãy làm cho cơ thể của những bệnh nhân ung thư quay trở lại có tính kiềm cao, và hãy cho uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh. Và Mộc Lan chia sẻ với các bạn rằng là những cái thức ăn mà cho bệnh nhân ung thư có thể làm kiềm hóa cơ thể mạnh nhất đó là bột sắn dây, bột sắn dây giúp cho cơ thể kiềm hóa rất là mạnh, và có thể uống nước gạo nứt cũng làm kiềm hóa cơ thể tốt, hoặc là cũng có thể là sâm. Sâm nằm trong cái bảng kiềm hóa cơ thể thì đứng ngang cùng với bột sắn dây, nó sẽ làm cơ thể kiềm hóa. Và cái việc mà làm kiềm hóa cơ thể này chúng ta phải làm thường xuyên hàng ngày đều đặn thì chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Còn đối với những bệnh nhân mà đã bị mắc bệnh ung thư thì ngay từ cái thời gian đầu, giai đoạn đầu thì hãy ăn những thức ăn này và kiềm hóa cơ thể tốt nhất. Hãy ăn bột sắn dây hàng ngày, hãy uống nước gạo nứt hàng ngày để chúng ta có thể kiềm hóa cơ thể tốt, và chúng ta vui vẻ thì chúng ta sẽ có cơ thể khỏe mạnh. Và video ngày hôm nay chia sẻ về cái cách để có thể là kiềm hóa cơ thể và chữa trị ung thư. Đến đây Hồng Lan xin kết thúc. Nếu như mà các bạn thấy hay, thiết thực và có ý nghĩa đối với gia đình mình, đối với mình và đối với bạn bè của mình thì hãy bấm like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh Chiến Thắng Ung Thư để cùng Mộc Lan và mọi người lan tỏa với giá trị cộng đồng để giúp cho những bệnh nhân ung thư có thể chiến thắng ung thư và trở lại khỏe mạnh hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hãy nhớ đừng quên bấm đăng ký để cùng theo dõi các video tiếp theo Mộc Lan hướng dẫn cách chiến thắng ung thư. Xin cảm ơn.